Ôi, con chó lớn rồi. Cái gì ngoài cửa kìa Quỳnh ơi, cái gì vậy? Có gì đâu, có tôi đó. Xem 10 phút rồi vẫn không biết mặt mũi như thế nào. Mày nhìn đi. Trời ơi, quá quắt thật sự luôn mà. Quá quắt lắm luôn. Bậy lắm luôn. Hư. Mr. Siro á. Bản nhẹ của Mr. Siro á. Gì nhỉ? Được. Được em. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Bài cuối cùng của mình luôn nha mọi người. Theo yêu cầu của con Bích Ngọc thì bài này là sẽ là bài cuối cùng của mình, bài nhẹ để cho anh em đi ngủ nhá. Chúc anh em ngủ ngon nha. Cảm ơn anh em ngày hôm nay đã xem livestream của mình. Bài này là bài cuối nha. Có gì lần sau mình lên live thì mình sẽ up ảnh ở trên Vitamin Gái để mình nhá anh em vào nhé. Sương sớm chạm mi mắt, môi đắng lệ chịu nắng, lặng lặng thương nhớ trong hào người. Dẫu đi mối tình gục ngã, hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên xa lạ. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Sự mình không xứng đôi. Vài người vội vã cho em là người may mắn ấy, thế mà giờ anh đổi thay. Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá? Bài mới à, quên, bài mới của Hòa Minzy mình không thuộc mấy mọi người thông cảm nha. Trời ơi, đáng lẽ ra là mình hát bài này hay lắm luôn nhưng mà bài này mình không thuộc cho nên là mình không hát được nha mọi người. Đó, cảm ơn mọi người nha. Trời, cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã xem livestream của mình nha. Trời, chuẩn bị kết thúc livestream thì nó lại lên chuẩn bị gần 1k mắt xem đấy. Cảm ơn anh em ngày hôm nay đã vào xem livestream của mình nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nha mọi người. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Thì có gì lần sau nếu mà mình lên live tiếp thì mình sẽ thông báo cho anh em sau nhá. Còn bây giờ mình off stream đây. Bye bye.